Xin chào các bạn, mình là Suder đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Rescue Throw 3D. Trong game này mình sẽ trở thành những người vận chuyển bệnh nhân vào xe cấp cứu để đưa họ đi chữa bệnh. Nhưng vì quãng đường quá xa nên mình nghĩ ra cách đưa người bệnh đi bằng việc ném họ. Mình sẽ ném những người bệnh cho những nhân viên khác vượt qua các chướng ngại vật, tranh thủ lượng tiền trên đường bay. Cuối cùng là ném người bệnh vào xe cấp cứu. Liệu đây có phải là cách đưa các bệnh nhân đến xe cấp cứu kịp thời hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhé. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ơi, chưa tải được game mà nó đã tải cái khúc ở dưới như này là biết là game này là hứa hẹn là nhiều quảng cáo rồi đấy các bạn ạ. Không có một cái logo gì, level 1 kéo để ngắm. Ui giật ui cái gì đây? Oops. Hả? Ờ, lốt lại xem nào. Ờ, cái game này thấy hơi kỳ cục nha. Vậy mình phải tắt wifi đi, và có vẻ tắt wifi xong cái là game nó mượt hơn các bạn ạ. À, mình phải ngắm đường để mà mình ném cái người này. Wow. Ủa, theo kịch bản là mình phải ném cho cái người đứng ở giữa, và người ở giữa mình ném vào cái xe cấp cứu đúng không? Nhưng mà mình ném một phát vào xe cấp cứu là ăn luôn. Mà thì quá nào, mình có thể ném xe cấp cứu, ném người vào xe cấp cứu rồi kìa. Ôi, nó sao? Phải ném đến đây à? Ok. Ảo vãi ạ. Thế này thì mình chỉ cần đây. Thay vì mình ăn tiền, mình ném thẳng vào trong cái xe cấp cứu luôn. Yeah. Nhưng mà chắc chắn lại là cái người bệnh này á mới bị ném như này, và cái quả như vừa rồi á thì thôi khỏi phải lên xe làm gì nữa. Thì đây, chọn bonus anh hùng hay là chiến lược gia. Rồi, đều phải xem quảng cáo cả, thôi bye. Xem đâu. Ném người qua cái vòng ăn tiền như này, mình cảm giác là như đây là kiểu huấn luyện thú, huấn luyện sư tử với hổ nhảy qua vòng lửa ấy các bạn. Chứ không phải là đây là cứu người gì luôn á. Đây không hề là cứu người các bạn ạ. Đây. Đây. Ồ, chưa nào, nhìn này. Mình thay vì mình ném vào đây, ném cho người này, xong rồi mình người từ người này, mình sẽ ném cho người ở góc bên này này. Không, mình sẽ phải ném xuyên qua như này. Đó. Ok, để xem nhà nhá. Ô, vẫn được. Đập đầu vào tường như thế là mà vẫn xấu để mà ném tiếp. Cái trò này nó ác ôn thật sự ấy. Rồi, bắt buộc mình phải ném ăn tiền đâu, ăn tiền để mà sao mà... Ủa mà bây giờ mình chỉ hiểu là tiền cho mày làm gì nhá. Ok. Tỉ xa xa kia không? Rồi, ném phát luôn này. Một phát thẳng luôn này, để mình ăn tiền này. Trời ơi! Wow. Ném một cái mà trúng luôn cái thằng ở đây. Đỉnh cao ạ. Quá đỉnh luôn. Các bạn ạ, dự khả năng căn của mình ngắm bắn không thể nào mà trượt được. cái trò này hề quá các bạn ạ. Quá hề luôn đấy. Thế như vậy mình cứ chỉ việc là ném thật mạnh lên là được rồi đúng không? Đâu cần phải kiểu... Đó, bắt chuẩn luôn nè. Đây, nhưng mà cái này nó có cái đường ngắm như này thì... Thế nào chả chuẩn? Đáng ra ở đây mình phải ném cho cái người này, cái người bệnh ấy, cái thằng lướt ở trên cái đường dốc đấy để ăn hết tiền cơ. Trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao còn xéo. Rồi, thế nào? Phun cây! Bắn! Gọi là những bạn nào mà chơi trò này á thì thứ nhất là trò này đừng là bác sĩ nhá, đừng có làm nhân viên cứu thương hay là cái gì hết nhá. Nào, đây chúng ta mình sẽ làm một quả góc siêu cao để xem nó về được cái xe cấp cứu không nhá. Khổ thân thật sự ạ. Là đây này, góc cao hơn đây. Được, không những góc cao nữa, góc siêu xa đi. Ui, suýt trúng rồi. Xin lỗi. Lăn lộn hơi nhiều mà xin lỗi. Mình sẽ đánh lại, trúng đi thôi. Ui, không được các bạn ạ. Không thể nào mà được. Cái tầm xa nhất của mình là chỉ có tới đó thôi. Không thể nào mà xa hơn được lên trên kia nữa rồi. Các thử siêu cao xem nào. Có hơn được không? Không được các bạn ạ. Ngay tiếng đập hơi đau đấy. Rồi, nhưng mà chúng ta xác định được ấy là ở góc đó ấy, là không thể, ở góc này này, ban đầu này không thể nào mà ném có thể là xa tới thế được. Nên là mình sẽ ném cho ông này. Đó, chuẩn chưa? Rồi, bây giờ mình ném góc siêu cao này.
Đó, hợp lý đúng không? Rồi, làm một quả góc như này đi. Pop. Pop, 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 pop. Ui, đau quá. Bây giờ mình thử ném. Nếu mà mình ném vượt qua sẽ cấp cứu một tí sẽ chuyện gì xảy ra nhỉ? Pop, pop. Rồi, không lăn về nổi, cái xe cấp cứu luôn. Đập đầu vào tường xong bắt đầu bệnh nhân tự lăn tròn về xe. Nên mấy cái thằng này thật sự quá ôn. Ui trời, wow. Biến con người người bệnh trở thành một cái quả bóng ném văng lại để bắt ạ. Trò này ác ôn vãi trưởng luôn thề các bạn ạ. Trò này ác thật sự ấy. Đây nhìn nhẹ thôi trong này bắt. Rồi. Ui, cái này là lại nhau đây. Đừng bảo là ném trên rồi lại văng xuống nha. Ây da, ây da, ui ôi ôi. Bụp, bụp. Ây da. Thực sự cái này ấy, người ta đang từ lợn lành, người ta thành lợn què luôn các bạn. Thành lợn đúng què luôn á. Lăn lộn như thế thì gãy hết cả xương rồi, còn gì mà cấp cứu và cả cấp củng. Bụp. Xuống đây. Bụp. Bụp, bụp, bụp. Wiu, bụp. Xuống đây. Ủa. Ôi ôi ôi. Phụ. Thật sự bình tĩnh. À chà chà. Ui. Ây da. Cho qua nào. Tức nhờ. Đó. Lọt khe. Búp. Vâng các bạn ạ. Nếu mà trò này mà thay thế cái con người của quả bóng á, mình thấy nó sẽ nhân văn hơn rất nhiều luôn ạ. Ê. Lăn về đây. Lăn về đây. Lăn về đây. Đúng rồi. Lên. Chứ bây giờ cái trò này mình cứ ném người mình đánh. Kiểu tội thật sự ấy. Sao mình cái đỏ đỏ gì đây? Cái đỏ là cái gì ấy? Từ ném cái đỏ đỏ thế nào? Ồ, cái đỏ đỏ là cái bẫy. Mình không được cho con người, cho người bệnh mà rơi vào cái đỏ đỏ các bạn ạ. Thì thôi, ném thẳng về đích thôi. Ném một phát về đích luôn. À, bắt đầu khó hơn rồi này. Đến đây là mình sẽ phải căn sao cho mà cái này là phải bắt chuẩn rồi này. Không kiểu ném nào láo nữa rồi này, không ném láo được. Ôi, cứ ném thẳng về đích thôi. Lăn về, hẳn chương. Đúng rồi. À, không ném láo thì mình chơi đến đấy. Ui, cái này nhau đây. Trời trời, wow, 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 wow. Chết tiệt cái trò này. Ai da, đâu thử thử nào. Câu bẩu, bay qua. Trời đúng chỗ đỏ mới giỏi chứ các bạn ạ. Ném mà ném đúng cái chỗ đỏ luôn chứ. Đây, câu hơn một tí. Đây, bắt lấy. Ui, hên quá, hên quá. Ủa, sao lại sai, sao lại thua. Không hiểu sao thua luôn á. Trời mẹ. Nó bật và nó qua đầu luôn ạ. Ra thế thì mình ném mắc tầm luôn. Đi. À, mắc tầm thì sẽ bị vướng với cái cục thùng thùng này là cái sức bay của mình sẽ giảm đi. Thì thôi ném phát chuẩn luôn thôi. Ở lên đây. Đúng rồi. Rồi. Đi. Quả đó là không thể được các bạn ạ. Rồi bây giờ bắt đầu game cũng phải khó hơn rồi nè. Game khó hơn rồi đấy. Những chỗ như này này là mình phải ném cho là rơi được trúng vào thằng khứa này. Đó. Bây giờ mình ném lên được. Đấy. Trời ơi, thùng bay tứ tung kìa. Cái gì đây nữa? Cái này như kiểu người rơi xuống đây như kiểu cái viên bi ở trong mấy cái trò trung tâm thương mại. Bi rơi qua cái này. Trời ơi. Quên công nhận đấy, làm người xanh đúng khổ luôn á. À là làm người đỏ đúng khổ luôn á. Tội. Ui lại còn qua thêm lần nữa. À, tội. Ui. Ôi về đây, về đây. Ui ôi. Rồi. Ôi, đi đâu này? Ui. Thằng quái nào để cái xe cấp cứu ở dưới vực như này? Để xe cấp cứu như này thì được đi đâu mà cứu người ta? Mà tôi chắc ý của cái này là thôi ném như thế thì người ta người bệnh người ta cũng toa mất tiêu rồi thì cũng khỏi phải cứu. Bà này lạ nha, bà này chắc là mình phải ném một phát qua bên kia luôn các bạn ạ.
em xuyên qua luôn. Đó nhà này, đó game này chính là chơi cũng ghiền phết. Ui không được rồi. À ok vẫn được các bạn ạ, vẫn được. À không à gì được, không mình đây. Cao lên này, sao để mà qua được bên kia nhở? À cứ ném lên cao dần dần là nó sẽ mở cái tầm nhìn của mình lên để mình có thể ném qua được bên này rồi. Ok thanh niên này hơi đau tí đấy, mở góc siêu cao luôn để cho mình có thể ném được cho chúng thằng này. Ui ở đây không sao, ném lại được. Này. Đó. Ấy. Tức nhờ. Rồi, đây chắc được luôn này, đây này. Ủa. Ừ, rồi. Thôi về đích luôn đi. Thằng này bắt làm cái gì nữa? Về đi. À. Đây, ném bên đây. Ok, không phải như vậy, ném lên đây này, xong rồi là cái bục này nó sẽ hất cho thằng màu đỏ, nó sẽ lăn về đây, đúng rồi. Còn lên cao à? Thế kia có gì không? Không có gì, thôi, bắt buộc phải ném cái thằng này rồi. Bắt lấy, ok, còn gì? Ném qua luôn. Ây da, vẫn tỉnh. Lăn xuống. Yes. Vâng các bạn ạ, thật sự đây là một cái trò chơi mà mình thấy nó cái độ hề của nó ấy là vô cùng cao luôn. Và nếu những bạn nào mà muốn có những cái giờ phút giải trí mà kiểu ơi được cho các bạn ạ, mình ném người bệnh đi, bây giờ mình bệnh luôn. Nếu các bạn nào mà có những giờ phút giải trí vui vui ấy thì các bạn có thể tải về chơi, vì mình thấy rằng đây là một trò nó khá là thú vị, khá là hài luôn á. Nhưng mà cái độ khó, độ phức tạp của lối chơi thì gần như không có rồi, chơi rất là đơn giản, giết thời gian thôi. Ok, video ngày này của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.